Những loại đó không liên quan. Chỉ cần nhà chúng ta an hưởng tuổi già, em sẽ chăm sóc ông ấy. Em xin cho ông ấy và đứa cháu là được. Chân của Hữu Tử phải trị nhanh. Sau khi trị khỏi, để cha của anh dạy nó làm tranh Tết, để sao cho nó đứng buôn ở tiệm. Sau này nó có thể tự nuôi mình. Phía trước anh vẫn cần bổng lộc quan và còn có vài mẫu đất. Anh sẽ kiếm thêm chút nữa, đủ dùng rồi. Chúng ta bây giờ so trên không đủ, so dưới thì dư. Anh rất hài lòng rồi. Đức Trung, không thể kết hôn được. Tại sao vậy? Của hồi môn của em mất rồi. Lão Nhị, mau mở cửa. Ba ngày ban mặt mà em đóng kín cửa làm gì vậy chứ? Em đây vừa muốn chợp mắt một lát. Có chuyện gì à? Xảy ra chuyện lớn rồi. Xảy ra chuyện lớn gì? Dương Đức Long đã bán đi miếng đất của nhà Tú Tú rồi. Chẳng phải anh nói ở giữa mảnh đất đó có một cái bến quan hay sao? Đúng vậy, điều mà anh lo chính là chuyện này. Chuyện này có nghĩa là Dương Đức Long tốn tiền mua 4 mẫu đất để mua 15 mẫu. Em nói cái tên này có độc hay không? Đáng đời. Em sớm đã bảo anh mang đến nhà Tú Tú để hỏi rồi. Anh cứ đằng nặc nói cô ấy không thể nào bán mảnh đất đó. Phải nghĩ cách. Bây giờ tốt rồi, chưa nghĩ ra cách, người ta đã bán đi mất rồi. Bây giờ em nói chuyện này có ích gì chứ? Kỳ lạ thật. Nhà Tú Tú tuy là không có giàu có gì, nhưng mà cũng không đến nỗi không có cái để ăn. Còn có Dương Đức Long đó giúp đỡ mà. Thế nào mà cô ấy cũng không đến nỗi phải bán đất? Chẳng phải là em bị dính bẫy của người ta rồi đó sao? Ai? Dương Đức Long đã làm gì em? Không phải Dương Đức Long, là cái tên Natasha kia. Không, chuyện gì mà lại có phần của tên Natasha kia nữa? Không phải chuyện này. Anh ngồi xuống đi, ngồi xuống. Anh ngồi xuống. Hữu Tử nhà chúng ta chẳng phải là cái chân có bệnh sao? Bà chủ Na đó đã lấy được thuốc tây. Nó là thuốc tây có thể sử dụng tốt vô cùng. Kết quả cô ấy, nó không lấy tiền. Em nói không được, em theo cho cô ấy. Hôm nay cô ấy lấy cả đống chỉ, bên trên toàn là chữ nước ngoài. Em xem cũng không hiểu. Cô ấy nói thuốc đó giá 120 đồng đại dương. 120 đồng đại dương. Đó còn là một nửa thôi. Toàn bộ tính hết phải là 240 đồng đại dương. Cho nên em nhất thời lo lắng, đã bán đất đi rồi. Dương Đức Long được lắm. Anh em nhà mình mãn cũng tính kế. Không sao, Tú Nhi, 240 đồng đại dương anh có, anh đi chuộc đất lại cho em. Người ta đã bán đất đi rồi, còn có thể cho anh chuộc lại sao? Không cho chuộc, không cho chuộc thì anh liều với hắn. Liều cái gì mà liều chứ? Đưa qua đây. Nói chung bây giờ chúng ta, cô Dương quả phụ không còn gì nữa hết. Nếu không thì chuyện kết duyên lần này bỏ đi vậy. Cố Tú Tú, em nói cái gì vậy? Anh cưới em là nhằm vào mấy mẫu đất đó sao? Đừng nói là em không có gì. Cho dù em thiếu người ta núi vàng núi bạc, anh vẫn cưới em, anh thay em trả. Vấn đề bây giờ anh không nuốt trôi cũng tức. Em nói xem cái tên Dương Đức Long đó là cái thá gì. Cho dù bỏ ra 5 phần thì cũng xem như là anh em đồng môn. Trước khi hắn có chuyện anh cũng không ít lần giúp. Thế nào bây giờ ước hiếp lên đầu của anh rồi? Lời cũng không thể nói như vậy. Anh ta muốn mua, em là muốn bán. Chuyện này ra sao thì cũng gọi là hai bên tình nguyện. Hai bên tình nguyện cái con khỉ. Dương Đức Long hắn vô sĩ. Anh nói anh nghe, hắn chính là cắt đứt kế sinh nhai, chặn đường sống của quả phụ. Hắn vô. Cái đó. Tú à, anh không phải nói em đâu. Em nghe anh nói. Ý của anh là cục tức này anh không nuốt nổi. Anh mà nuốt cục tức này xuống thì sau này anh, sau này anh làm sao lăn lộn với nhà họ Dương. Em yên tâm đi, Tú Nhi, anh chắc chắn sẽ chuộc đất về. Anh à,
Mảnh đất bên Tú Tú 300 đồng đại dương anh có mua không? Mua chứ, đừng nói là 300, 350 đồng tôi cũng mua. Được, vậy thì 350. Như vậy Dương Đức Trung chẳng phải từ Nguyễn Thành về rồi đó sao? Hắn ta chắc chắn sẽ gom đủ tiền rồi, xuyên đêm cũng phải quay về. Anh đấy, ở cổng thôn đợi hắn. Anh nói với hắn, mảnh đất của Tú Tú anh tốn 350 đồng để mua. Anh đi thì cũng được, nhưng mà nếu như Dương Đức Long hắn không chịu theo thì sao? Dương Đức Long không theo cũng được thôi. Dương Đức Trung này đang tức giận đấy. Bên trên có 100 đồng đại dương đang treo trên đó. Dương Đức Long không theo nữa thì Dương Đức Trung hắn cũng phải làm thôi. Hai người này nếu mà không đầu cơ rồi đấu đá nhau sao? Dương Đức Long biết rõ Dương Đức Trung chắc chắn đánh không lại hắn. Nhưng mà trong tay của Dương Đức Trung có đàn em mà. Nếu mà nói không được thì hắn ta không châm ngòi hay sao? Dương Đức Long mà chết thì Dương Đức Trung phải đền mạng. Chức chủ này còn có ai tranh với anh nữa chứ? Lão nhị, chiêu này cũng ác quá đấy. Đây gọi là một mũi tên trúng hai con nhạn. Nếu mà Dương Đức Trung xử Dương Đức Long rồi thì hắn không phải đền mạng thì sao? Anh nghĩ nhiều như vậy làm gì? Có đền mạng cũng không cần anh đền, đều là anh em trong nhà. Dương Đức Long được, cứ đối đầu với nhà ta. Nhưng mà Dương Đức Trung thì sao? Đối với chúng ta liên hệ cũng không tồi. Cả chuyện này cậu cũng chẳng phải đang bẫy người ta sao? Hơn nữa, nếu như mà Dương Đức Trung mất rồi, giờ chỉ còn lại ông già cô đơn, bên đó còn có quả phụ trẻ nhỏ. Đây chẳng phải là làm chuyện tổn đức sao? Chuyện này tôi không làm. Anh thật là tên phế vật, có chút chuyện nhỏ này cũng không làm, còn muốn làm chủ. Làm chủ cũng không thể giết người như vậy. Đây làm sao có gọi là làm hại được? Đây là bảo anh làm người tốt đấy. Chuyện này giả sử chuyện này thực sự như chúng ta nghĩ, Dương Đức Long chết rồi, Dương Đức Trung đền mạng, bỏ rơi ông già đó, còn có quả phụ đứa nhỏ ai chăm sóc, thì anh đấy, anh là chủ tiệm, anh nuôi Dương Bắc Gia, cái căn nhà đó chẳng phải là thuộc về anh rồi sao? Tất cả đều thuộc về anh thì anh lo cho họ là được rồi. Được rồi, đừng suy nghĩ nhiều nữa. Anh đón quả phụ đứa nhỏ đó về nhà ở. Nói câu khó nghe, chị dâu này có về hay không cũng không sao. Đúng. Còn có bên Dương Đức Long đó nữa, mấy người phụ nữ nước ngoài, em cũng nên hành thiện đi. Được, chuyện của tôi anh không cần nhớ đến. Anh nhớ cái con khỉ. Lão nhị, em lòng dạ lang sói. Lòng dạ lang sói đấy. Thật nghĩ không ra em còn có thể nghĩ đến cái chiêu làm hại người khác như vậy. Anh nói em biết, anh không đi, nếu đi thì em đi. Hay là anh chia với em đi, vậy thì chẳng phải em đi đó sao? Còn cần ở đây dây dưa với anh. Tất cả mọi người đều biết em ở nhà họ Dương không lâu. Em tìm Dương Đức Trung bán đất, người ta có tin không? Chúng ta vừa nãy nói nhiều đến như vậy, đó cũng đều là nói hết đến đây rồi đấy. Anh nghĩ xem, hai người họ có thực sự đánh nhau hay không? Cho dù có thực sự đánh nhau thì Dương Đức Trung hắn dám nổ súng không? Hắn mà thực sự nổ súng thì Dương Đức Trung thực sự bị bắn chết sao? Lùi chục ngàn bước nói, Dương Đức Long thực sự bị bắn chết rồi thì Dương Đức Trung tốt xấu gì cũng là một cảnh sát trưởng, chắc chắn phải đền mạng sao? Thực sự là như vậy thì anh rủ lòng tốt cho chút tiền cho người khác, em tìm người Nhật giúp đỡ. Cái năm binh hoang mã loạn này, anh xài chút tiền để giữ mạng của mình, đó chẳng phải là chuyện dễ dàng quá sao? Đừng lo chuyện khác, hơn 350 đồng đại dương thì anh không mua nổi mảnh đất này. Anh nói anh xem, lại muốn làm người tốt, lại không muốn tiêu tiền. Em nói anh nghe, thực sự nếu mà như chúng ta nghĩ như vậy, chưa quá 350 thì em cầm giúp anh. Vậy thì để anh thử xem. Em nói anh này, nếu mà anh thực sự làm chủ rồi mà lấy thêm cổ bản thì phía sau còn có con số đi theo nữa chứ. Được, vậy thôi cứ thử xem. Anh đi đây. Đi thông thả.